Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam gọi tắt là VASEP, 4 tháng vừa qua, xuất khẩu thủy sản Việt Nam tăng trưởng âm, chỉ đạt 2,43 tỷ đô la Mỹ, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2018. Việc để mạnh kinh doanh và tiêu thụ thủy sản tại thị trường nội địa vô cùng quan trọng để bảo đảm tính ổn định cho ngành thủy sản. Tuy nhiên, việc để mạnh tiêu thụ các mặt hàng này trong nước gần đây gặp vướng mắt bởi hai chỉ tiêu, endrofloxacin và Ciprofloxacin là chất cấm sử dụng trong sản xuất kinh doanh động vật thủy sản để tháo gỡ và xếp vừa có văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đề nghị Bộ xem xét ban hành quy định về ngưỡng giới hạn dư lượng tối đa cho phép đối với hai chất trên trong các sản phẩm thủy sản tiêu thụ nội địa, ngang bằng với ngưỡng áp dụng cho sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào châu Âu, EU.